Một tuần nay, em bé 13 tuổi này đã phải nghỉ học để điều trị một căn bệnh mãn tính. Trước đó, em bé có biểu hiện mệt mỏi, thường xuyên uống nước ngọt, tiểu nhiều, nên gia đình đã đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương để khám. Tại đây, bé được chẩn đoán mắc đái tháo đường type 2. Khi đi học về là cháu chỉ có tìm nước ngọt cho uống thôi. Thế khi cháu tắm rửa thì cháu thay cái quần lót ra thì thế con kiến ở trong nhà tắm là nó vậu vào. Thế là mẹ cháu nghi cháu là tiểu đường. Thế là gia đình dục cháu là nghỉ học để đi khám. Thì lên đây cái là bác sĩ phát hiện ra là cháu bị mắc cái bệnh tiểu đường. Không biết là các bác sĩ chẩn đoán, các bác sĩ thì nói là cháu như nào? Bác sĩ chuẩn đoán là cháu bị tiểu đường, lúc đầu là bác bố nghi là cháu tiểu đường type 1. Vâng. Thế cháu, bác sĩ cũng dặn cháu là cháu ăn uống điều độ mà hạn chế không uống nước ngọt nữa, ăn ít cơm đi. Vâng. Tức là ví dụ như cái chế độ ăn của bạn này ở nhà thì bà có thấy là ngoài cái việc mà uống nhiều nước ngọt ra thì bạn ấy còn có thuộc kiểu như là ăn nhiều, ít vận động hay như nào đấy không ạ? Bạn ấy thì cũng ăn nhiều đấy, cứ khi đi học về là cứ lục ăn bằng được. Thế rồi là rồi cuối cùng mới ra trông em hay làm những việc khác. Cháu này khi chuyển đến với chúng tôi thì đã được làm xét nghiệm glucose máu ở tuyến dưới và họ thấy cao bất thường thì họ chuyển đến chỗ chúng tôi. Và cũng rất may mắn là cháu không có biến chứng cấp tính. Ví dụ như là toàn cetone hoặc là hôn mê do tăng áp lực thẩm thấu. Thế khi vào thì tình trạng chung của cháu thì hoàn toàn ổn định. Tuy nhiên thì xét nghiệm glucose máu thì nó tăng rất là rõ, và đặc biệt là cái chỉ số HB1C thì là 11, tức là rất là cao. Mà chúng ta biết là tiêu chuẩn để chúng ta chẩn đoán đái tháo đường là 6,5 là đã có, là có giá trị rồi. Thế thì sau đấy thì vì cái mức độ glucose mức độ HB1C rất cao như vậy thì chúng tôi quyết định là và đủ tiêu chuẩn của đái tháo đường thì chúng tôi đang cho cháu dùng insulin trước đã, rồi sau đấy chúng tôi sẽ có lộ trình khi chẩn đoán phân biệt được chắc chắn giữa đái tháo đường type 1, type 2 thì chúng tôi sẽ tiếp tục các cái bước sau. Ví dụ nếu type 2 thì chúng tôi sẽ có thể chuyển dần sang thuốc uống. Em bé này thì mới chào đời 14 ngày nhưng chưa một lần được ra viện. Ngay từ khi mới ra đời, em đã được chẩn đoán mắc đái tháo đường sơ sinh. Vốn đã nhẹ cân, sức khỏe không tốt, nay lại mắc thêm bệnh mãn tính. Việc chăm sóc cho bé gặp rất nhiều khó khăn. Cháu được 14 ngày và sau khi cháu sinh ra thì cháu bị nhẹ cân ấy. Thế là người ta chuyển đi xuống dưới bệnh viện Sanpon, thì Sanpon người ta phát hiện ra cháu bị tiểu đường. Không biết là khi mà vì sao mình chuyển sang Nhi Trung ương và tại đây thì các bác sĩ thì cái là chẩn đoán của các bác sĩ như thế nào? Bởi vì bên Sanpon người ta bảo là nó bị tiểu đường ấy, thì người ta chuyển sang đây để cho các bác chuyên khoa hơn, các bác sẽ điều trị. Tại đây thì các bác sĩ chẩn đoán là cháu như thế nào và hiện tại cháu đang điều trị như thế nào? Cháu đang các bác chẩn đoán cháu là bị đái tháo đường và đang điều trị thuốc để cho nó ổn định đường huyết. Đặc biệt đối với những cháu nó còn nhỏ, chỉ cứ tưởng tượng là một cháu bé mà chỉ có chưa đầy 2 cân mà 2 tuần tuổi mà tiêm insulin thì theo dõi đường máu rất là vất vả, bởi vì nó rất là nhạy cảm insulin và rất dễ có biến chứng. Được biết, đái tháo đường ở trẻ em có 3 nhóm lớn, gồm đái tháo đường type 1, 2 và trẻ mắc do di truyền đơn gen, hay còn gọi là đái tháo đường sơ sinh. Ở nhóm đái tháo đường type 1, theo thống kê của Bệnh viện Nhi Trung ương, đây là nhóm bệnh có số ca mắc tăng rất nhanh. Những năm trước đây, mỗi năm bệnh viện chỉ tiếp nhận 5 đến 10, nhiều nhất cũng chỉ 20 trẻ. Nhưng 4 đến 5 năm trở lại đây, năm nào cũng có khoảng 70 ca phải nhập viện điều trị. Thậm chí, năm 2017, con số này tăng lên 100 ca. Với nhóm đái tháo đường type 2 cũng có xu hướng tăng, nhiều trẻ chỉ mới 9 đến 13 tuổi đã mắc bệnh. Riêng với nhóm mắc bệnh do di truyền đơn gen, hiện Bệnh viện Nhi Trung ương đang điều trị cho 60 trẻ. Với con số này, đây là cơ sở y tế điều trị cho trẻ mắc đái tháo đường sơ sinh nhiều nhất thế giới. Trong khi đó, với trẻ nhỏ, việc điều trị bệnh khó khăn hơn rất nhiều so với người lớn.
Bé không có biểu hiện gì cả, chỉ bình thường như là bé bú nhiều tiểu nhiều thì em nghĩ là nó bú nhiều cho nên tiểu nhiều. Ban đầu còn thấy mừng khi nó bú nhiều ấy. Về sau nó bú nhiều, nó tiểu nhiều mà nó sụt cân. Rồi có một nó em bế nó đi thì nó có hôm nó bị ho. Thế là em cho lên viện khám thì người ta xét nghiệm máu, người ta bảo bị tiểu đường. Nhà tôi không ai bị tiểu đường và bác sĩ nói là có thể là do gen hoặc là do đột biến gen. Mới sinh thì cháu 3 cân 1. Sau quá trình như thế thì từ bắt đầu từ tháng 6 thì cháu tăng cân chậm. Và một tháng trở lại đây thì cháu bị giảm cân. Đấy, nhà tôi là được 5 tuổi mà phát hiện được bệnh của tiểu đường của cháu là lúc cháu được 11 tháng 2 ngày. Không biết là biểu hiện của cháu như thế nào để nhà mình đưa bé đi viện và phát hiện là bé bị tiểu đường. Lúc đấy cái bé tôi thì nó bị viêm họng, cũng tình cờ thôi, thật là tình cờ tôi đi khám cho cháu. Thì sau đó thì lúc đi khám xong cháu lại bị thêm cả tiêu chảy nữa. Sau đó thì tuyến huyện chuyển xuống tỉnh, thì lúc đấy thì cháu đã hôn mê. Hôn mê sau đó thì ở dưới đấy tuyến tỉnh người ta tép đường, biết là cháu tép đường thì đã hôn mê rồi. Và sau đó thì lại chuyển xuống dưới này thì là để điều trị cháu từ lúc đó đến giờ. Tức là khi mà từ tuyến tỉnh là cũng đã xác định là cháu bị tiểu đường đúng không ạ? Nhưng mà chưa có một cái điều trị gì cả, bởi vì lúc đấy là cháu hôn mê cái là chuyển xuống đây ngay. Khi mà xuống đây điều trị thì bác sĩ đã gửi mẫu máu xét nghiệm thì đã kết luận rằng là do đột biến gen tuyến tụy của cháu là bị liệt tuyến tụy. Cái bệnh tiểu đường của cháu thì là bị từ lúc sơ sinh rồi, nhưng mà đến lúc nhà gia đình mà phát hiện ra thì lúc đấy là 11 tháng rồi thì cháu mới phát hiện ra, chứ còn thực bản chất là từ lúc sơ sinh rồi. Hiện tại cháu là sốt cao, với cả tôi tách đường cho cháu thì nó cao, rất là cao, cho nên là tôi cũng phải cho cháu nhập viện để điều chỉnh xem lại cái lượng thuốc cho cháu. Bởi vì đối với trẻ em thì là cơ thể đang lớn. Thế thì nguyên tắc thì người ta vẫn có nguyên tắc chung là chế độ ăn, là tập luyện, là thuốc, trong đó là thuốc đường uống, thuốc uống hoặc là insulin. Nhưng với trẻ em thì lưu ý là chế độ ăn nó rất khác, là làm sao đứa trẻ vẫn đảm, tức là vẫn thực hiện chế độ ăn của trẻ tiểu đường nhưng lại đảm bảo là để cho đứa trẻ đủ năng lượng để đứa trẻ có thể tiếp tục phát triển được. Và đặc biệt đối với trẻ em khi tiêm insulin ấy, cả type 2, type 1, vậy khi chúng ta dùng insulin là nguy cơ hạ đường huyết rất là cao. Thế thì chia nhỏ bữa ăn là rất quan trọng. Chế độ ăn chia nhỏ bữa ăn rất quan trọng. Ví dụ là đối với trẻ em mà đặc biệt trẻ nhỏ, không bao giờ khi đứa trẻ đang tiêm insulin thì không bao giờ được nhịn đói quá từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ cả. Tức là phải ăn rất nhiều bữa, thậm chí ăn đến chục bữa trong 24 giờ đồng hồ. Thì nó hơi khác một chút so với người lớn. Theo các bác sĩ, đái tháo đường type 2 có thể phòng tránh được bằng một chế độ sinh hoạt khoa học, lành mạnh, bởi nguyên nhân gây bệnh có liên quan trực tiếp tới lối sống không lành mạnh như ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, uống nước ngọt có ga, ít vận động dẫn đến béo phì. Còn với hai type tiểu đường còn lại, các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần cho trẻ khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi phát hiện trẻ chậm tăng cân hay khát nước, tiểu nhiều cần đưa ngay trẻ đến các cơ sở y tế để khám bệnh. Bởi với bệnh đái tháo đường, nếu không được phát hiện và điều trị sớm, trẻ rất dễ mắc biến chứng nặng nề, thậm chí là tử vong nhanh chóng. Cũng như nhiều nước trên thế giới, tỷ lệ người mắc đái tháo đường tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng, lên đến 200%. Lo ngại hơn, bệnh đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Theo các bác sĩ, đái tháo đường type 2 có thể phòng tránh được bằng một chế độ sinh hoạt khoa học lành mạnh. Bởi nguyên nhân gây bệnh có liên quan trực tiếp tới lối sống không lành mạnh như ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, uống nước ngọt có ga, ít vận động dẫn đến béo phì. Còn với hai type tiểu đường còn lại, các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần cho trẻ khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi phát hiện trẻ chậm tăng cân hay khát nước, tiểu nhiều, cần đưa ngay trẻ đến các cơ sở y tế để khám bệnh. Bởi với bệnh đái tháo đường, nếu không được phát hiện và điều trị sớm, trẻ rất dễ mắc biến chứng nặng nề, thậm chí là tử vong nhanh chóng. Trẻ em mắc bệnh tiểu đường thì chúng ta lưu ý là một trong nguyên tắc giống người lớn là thứ nhất là chúng ta dùng khi chúng ta đã dùng carbohydrate là chúng ta cố gắng dùng các loại carbohydrate mà nó không gây tăng được máu một cách nhanh mà tăng vọt lên cao.
Thế thì đấy là nguyên tắc nhất. Nguyên tắc thứ hai là chia nhỏ bữa ăn rất là quan trọng. Và nếu như đứa trẻ có tiêm insulin thì lưu ý là không để đứa trẻ nhịn đói quá 3 tiếng đồng hồ. Rồi nhịn đói quá 3 tiếng đồng hồ nguy cơ hạ đường máu thì rất là nguy hiểm. Cái thứ ba nữa là lưu ý, luôn luôn lưu ý là cân bằng giữa ba phương pháp là liều thuốc, hai là vận động và ba là chế độ ăn. Khi đứa trẻ ăn kém hơn vì một lý do nào đó thì chúng ta lưu ý là nếu chúng ta giữ nguyên liều và vận động nguyên như vậy thì rất có nguy cơ hạ đường máu. Nhưng khi mà đứa trẻ tăng vận động thì mà chúng ta vẫn lại ví dụ là đi học ở lớp mà lại có giờ chạy 1 km ví dụ vậy, hoặc tham gia lao động giúp cha mẹ nhiều hơn mọi ngày mà chúng ta mà chế độ ăn vẫn như vậy mà lại giữ nguyên liều thì cũng có nguy cơ hạ đường huyết. Trong những trường hợp đó thì chúng ta một là phải giảm liều, hai là tăng cái khẩu phần ăn lên. Thế và khẩu phần ăn sẽ được xây dựng để nó phù hợp với từng lứa tuổi, từng thói quen. Chị biết là thói quen ăn uống thì rất phức tạp ngay cả với người lớn, chứ chưa nói đến trẻ con. Nó thích loại, có cháu thích loại này, có cháu thích loại kia. Bởi vậy nên khi xây dựng chế độ ăn thì lưu ý là cá thể hóa đối với từng đứa trẻ để đảm bảo đứa trẻ đủ năng lượng để tăng trưởng và tránh nguy cơ biến chứng hạ đường máu. Cũng theo các bác sĩ, bên cạnh việc tiêm insulin đúng giờ hàng ngày cho trẻ, các phụ huynh cần lưu ý. Nhưng mà trẻ em thì đang cái tuổi phát triển cho nên là con vẫn cần những cái dưỡng chất quan trọng. Những cái dưỡng chất quan trọng đây là vẫn phải đủ năng lượng để cho đảm bảo những cái chuyển hóa cơ bản cho cơ thể nó còn phát triển được. Như vậy con vẫn cần ví dụ như là chất đạm. Bởi vì thiếu đạm thì không chỉ là cái vấn đề về ảnh hưởng đến rất nhiều các cái chức năng đâu, kể cả chức năng về miễn dịch, chức năng về xây đắp cơ thể, kiến tạo các cái cơ bắp của trẻ đâu, mà quan trọng là đạm nó cũng là cái yếu tố rất là quan trọng cho chiều cao. Thiếu đạm nó cũng ảnh hưởng đến cái tốc độ phát triển chiều cao, cho nên trẻ nó vẫn phải cần phải ăn được cái lượng đạm cần thiết ở cái lứa tuổi đấy với cái tình trạng dinh dưỡng hay là và cái tình trạng và cái điều kiện hoạt động của trẻ đấy. Cho nên là tốt nhất để mà biết được cái lượng đạm như thế nào là vừa đủ cho con mình thì chúng ta nên đến với các cái bác sĩ mà chuyên khoa về dinh dưỡng để có thể được xây dựng những cái chế độ ăn uống sau khi mà khám sức khỏe tổng thể cho con vẫn phải đảm bảo đủ được cái lượng chất béo cần thiết đấy. Thế thì cái lượng chất béo cần thiết đấy thì người ta vẫn khuyến nghị là tối thiểu thì con một ngày con vẫn phải có khoảng độ 20g chất béo. Ở đây là các dạng dầu và mỡ. Để làm gì? Để mà có thể làm cái dung môi để hòa tan được các cái vitamin quan trọng. Bên cạnh đấy thì chúng ta có thể hạn chế bớt những cái thực phẩm mà cung cấp quá nhiều năng lượng. Nhớ ví dụ như là chất tinh bột, ăn giảm bớt tinh bột đi. Nhưng tuyệt đối không được là theo những cái chế độ ăn gọi là low carb hoàn toàn, tức là bỏ hẳn tinh bột trong khẩu phần. Đấy là một cái chế độ ăn rất là hại sức khỏe và đồng thời là ảnh hưởng đến cả cái làm việc của bộ não và gây đau đầu.